Ok, thao chim cu gáy hay xin gửi tới mấy bác ở 400 đường một đường đường cái gì Mai ấy nhỉ? Trang quần áo này. Tôi không nhớ lắm. Con này là giống chim khổng lồ này. Đấy. Tuổi của nó mới được 2 tháng tuổi nhưng mà nó đã to như một con chim trưởng thành rồi. Đó. Đây là điện thoại quay bình thường không không zoom chứ gì cả. Đấy. Đây cũng là cái giống chim này thì nó không được khổng lồ hẳn nhưng mà con này thì thuần nuôi từ nhỏ gáy rồi, con này là 1 triệu đấy. Còn con này thì 2 triệu này đấy. Bác thấy là chim ở đây phần lớn là rất là thuần đấy. Đấy. Có những con thì 3 triệu 4 triệu nhiều lắm. Tóm lại là đây nhìn lại này, các bác nhìn lại này. Đấy, nhà rất nhiều chim. Đấy, rất nhiều chim. Đây là những chú chim mà nuôi non từ nhỏ này. Những chú chim này nuôi non từ nhỏ. Đây, bọn này là nuôi non từ nhỏ. Đấy. Đây là bọn này là đang ghép đôi này. Đấy. Chim toàn chim to thôi các bạn. Toàn giống chim to thôi. Đấy. Đây là một đôi ghép còn không thể đánh nhau là mai cho xuống ổ đẻ. Đây mấy con này là mấy con rừng rú này. Đấy kệ nó. Nó thì trở lại vấn đề là các bác tư vấn cho các bác là con này là con giống khổng lồ này, tơ chim này. Con này về khoảng một thời gian khoảng 2 tháng là gáy này. Đấy, nhưng mà con này là khổng lồ thì nó là giá đặc biệt hơn một chút. Các bác có nhu cầu các bác có thể gọi điện lại. Chim nó rất là ok chim này. Đấy, to lắm bác nhé. Đấy, con này cũng thế này. Con này thì nó cũng thuần đấy, chẳng qua mình dí điện thoại là thế thôi. Chim to mà to đẹp. Con này mức 1 triệu này. Đấy, 1 triệu. Con này thì nhiều tiền hơn. Gửi như vậy. Còn nhiều lắm, chim còn quá nhiều luôn. Đây. Còn chim mồi với chim này. Một trang trại ở đằng sau. Các bác yên tâm là một trang trại đằng sau luôn. Một trang trại nên đến hàng nhiều, hàng nghìn con luôn đấy. Báo cáo các bác là như thế là các bác. Nếu các bác lúc nào có điều kiện ngày nghỉ hay là thì công tác thì mời các bác lên. Các bạn có thể xem qua cái hình ảnh xa xa. Trang trại ở dưới này là nó dài khoảng 120 mét. Rất là nhiều chim. Nhà đầu tư chim rất là nhiều. Bây giờ đang ở trên nhà không không tiện quay chi tiết và các bác xem ở trên video các bác cũng biết. Đấy, các bác xem có gì bác cũng gửi bác cái đuôi 915 hay 519 gì đấy.